bay cân bằng, này là bay lộn nè, gọi này là không cân bằng. Chơi mới chơi trên này đi, này cho quen trước cái. Đẩy lên từ từ, đẩy ra lên từ từ. Từ nào con quá nó bay lên thì lại rồi. Rồi cái gì tắt lên rồi. Hạ ga nhẹ thấp xuống. Đấy. Chắc không? Sao giảm ra từ từ lại, bật cái này lên phải không? Rồi làm lại coi. Ủa nó kêu gì vậy? Nó kêu gì vậy? Chạm mặt luôn hả? Rớt cái chạm mặt luôn hả?